Mình hướng dẫn các bạn làm đề số 6 trong sách bài tập. Rồi. Cái hình này vì nó không đủ vẽ trong cái khổ này này các bạn. Mình vẽ ra giấy A4 này. Đi thi ví dụ gặp những cái bài không đủ này các bạn phải vẽ ra mặt đằng sau. Đằng sau. Nó khá mất thời gian vẽ phải thật nhanh tay. Thứ nhất là đọc khối này, đọc khối bài này. Các bạn nhìn hình chú đứng trước thì nó sẽ có cái khối này, này. Đây, cái mặt khối đây. Nó đến đây nó dừng. Đây. Vậy thì hai cái đường xa nhất của nó hai bên đây. Các bạn gióng xuống nó ứng đường tròn này. Thì nó là cái trụ đứng phi 50 và cao. Đó là 2 22 22 và 8 60 72. À đâu, cao 60. Đến đây thôi. Đó là 60. Bên dưới này, cái khối bên dưới, khối to đùng bên dưới này. Thì nó các bạn gióng đây. Đấy, đường khối nó đây, chính là cái khối này. Thì nó là cái phi 55 và cái hộp và vẽ tiếp xúc ở đây. Rồi tiếp theo bên trên cái đường này. Những cái phần này thì chắc chắn là cái trụ ngang rồi. À, dài 80. Rồi các bạn sẽ dựng khối trước nhé. Thì giờ nó là hai cái trụ đứng. Đầu tiên là cái trụ đứng 50 này. 50 và cao 60. Bên trên trước. Các bạn vẽ trụ đứng 50. Lấy nó làm hệ trục luôn. Đấy, làm hệ trục như này. Lấy làm hệ trục rồi. Trụ này dài 60 thì từ cái tâm này các bạn đo xuống 60 này. Ok. Bên dưới này ta chỉ vẽ một nửa elip thôi. Một nửa elip. Phi 50 dưới này. Đây là được cái trụ đứng này. Rồi các bạn tạo hệ trục mặt dưới này ra. Tạo hệ trục mặt dưới này. Rồi tiếp theo này. Bên dưới nó cái khối này nó tạo bởi phi 55. Và cái đoạn này thì các bạn sẽ vẽ phi 55 trước. Cao 12. Tức là ở cái đáy này. Các bạn vẽ một phi 55 này. Các bạn chỉ lấy cái phần giữa này thôi. Thì nó sẽ vẽ tiếp xúc ở phần giữa này thôi, không phải vẽ cả elip 55 đâu. Sau đó tiếp tục các bạn lấy xuống 12 này. Đo xuống 12. Đo xuống 12 như thế này. Rồi. Tiếp tục đặt 55 bên dưới này. 55. Vẽ đoạn giữa này thôi. Rồi. Sau đó mình sẽ lấy ra cái đoạn này. Đây. Cái đoạn này là dài 80. 80. Thế thì các bạn sẽ lấy từ giữa này ra 40 để vẽ cái đoạn 20 này. Nhớ đoạn 20 không phải đoạn 18 này. Đoạn 20. Trên hệ trục này đo ra 40 này. Cả hai bên. Sau đó các bạn vẽ đoạn song song với Y và dài 20. Song song với Y dài 20. Đó, sau đó là đặt thước từ đầu 20 này tiếp xúc với elip. Các bạn đặt thước như này cho nó chạm vào cái elip và tiếp xúc là được. Cả đằng trước lẫn đằng sau.
Rồi. Tương tự bên dưới thì chỗ này các bạn, cái góc này các bạn kéo xuống theo vuông Z này. Kéo xuống 12. Đặt thước song song Z và kéo xuống 12. Ok, xong khối chính rồi. Tại cái phần khuất này đi. Đấy. Rồi giờ các bạn sẽ vẽ trụ ngang và tiến hành vẽ dao từ bên trên trước. Hai cái bên là hai cái hộp bị bát thôi. Mình sẽ xử lý nó sau. Vẽ cái trụ ngang nha. Trụ ngang này dài 80 và phi này 40. À, phi 40. Bởi vì nó bằng cái đoạn này, bán kính nó bằng đoạn 20 này. Rồi mình đo ra 40 này. Đấy, đo ra 40. Rồi, các bạn đặt phi 40. Nối đến cái chỗ trụ đứng này thôi, không nối xuyên qua trụ đứng. Rồi này các bạn sẽ tẩy cái phần trụ đứng này đi, cái trụ ngang nó che mất, tẩy nó đi. Rồi tiếp theo vẽ dao luôn nhá. Chỗ góc này thì vẽ tiếp xúc luôn này. Tiếp xúc với đường sinh luôn. Rồi. Còn chỗ này thì sẽ vẽ một đường giao đây. Đấy. Hai điểm đường sinh cắt nhau này. Hai đường sinh cắt nhau và cái điểm góc này. Rồi. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái phần trên mặt của cái trụ rỗng này. Rồi các bạn hình dung trên mặt đây. Trên mặt nó có những cái trụ rỗng nào, thứ nhất là cái đường này, thứ hai là cái đường này. Hãy quan tâm hai đường này trước, tức là gióng lên cái đường này nó sẽ ứng đường tròn này, thì nó có trụ rỗng 20 và nó cắt vào đoạn này là 15 này. Đây một cái nét đứt bởi vì đây là cái trụ rỗng 30, nó to hơn nằm bên trong. Rồi mình sẽ vẽ những cái nét này ở bên trên mặt, vẽ hai cái hình chữ nhật này lên. Đầu tiên là đo cái chỗ góc ngoài này là 20. Này. Đối dạng trụ ngang, các dạng trụ ngang các bạn luôn ưu tiên vẽ đường trên mặt trước. Đường trên mặt này trước. Rồi. Đo nó vào, nó đi vào 15. Các bạn vẽ nó vào 15. Cả đường trước lẫn đằng sau. Rồi, tiếp theo vẽ cái đoạn thẳng này. Đoạn thẳng này là của cái phi nét đứt này, R15 phi 30. Thì nó sẽ hơn hai cái chỗ 20 này nào, đoạn 5 ra đây. Đặt thước chỗ này. Kẻ thêm 5 đây. Rồi. Đây, tạm thời vẽ như này đã.
Rồi cái này trụ rỗng các bạn sẽ tẩy hết những cái đường trên này đi. Rồi giờ vẽ đặt các elip vào vào cái đầu này. Đầu tiên là 20 này thì nó sẽ có lỗ 20 nhìn thấy ở đây. Đặt elip phi 20. Rồi như thế này. Tiếp theo 20 nó sẽ nhìn thấy ở đây nữa. Và chỉ nhìn thấy đến cái cạnh này thôi. Như thế này. Rồi đằng sau cũng tương tự, các bạn cũng đặt cái 20 góc đằng sau này. Đây là 1. Đây là 2. Rồi. Và ở cái góc trong này sẽ nhìn thấy phi 30. Góc trong này phải nhìn thấy phi 30 này. Đấy, rồi. Đấy, các bạn hình dung có một cái rãnh 30 nó khoét ở giữa, còn hai cái 20 nó cắt hai đầu này. Xong rồi, giờ mình sẽ tiến hành vẽ dao. Tiến hành vẽ dao. Vẽ cái dao này trước nhá. Ở đây, cái phần này có một cái trụ này là trụ phi 35. Trụ này phi 35. Nó cắt từ trên xuống dưới đây. Vậy thì các bạn hình dung nó cắt từ trên xuống, nó phải cắt vào cái rãnh rãnh cong phi 30 này thành một cái lỗ đấy. Thì mình sẽ vẽ dao bằng cách là đầu tiên là phải vẽ cái phi 35 trên này trước đã. Đó, 35 trên này. Rồi, sau đó mình sẽ vẽ dao này. Các bạn nhìn, lấy điểm 30 và 35 thì lấy điểm trên đường tròn trụ nhỏ hơn này, 30 đây. Cho rơi trên đường tròn trụ lớn hơn là 35. Bước thứ hai gắn điểm lên trục đo thì sẽ gắn 3 điểm này lên trên phi 35 này. 2 điểm ở cái chỗ cắt này. Đây cái đường thẳng này, nó cắt elip. Và 2 điểm này ở giữa này. Dọc trục y. Đấy. Thế thì hai cái điểm này gióng lên nó tương ứng hai điểm này, tức là nó vẫn ở bên trên này, vẫn trên mặt này. Còn cái điểm này thì nó không còn trên mặt mà các bạn phải lấy xuống bằng bán kính là 15. Điểm giữa lấy xuống theo vuông z 15 này. Điểm này lấy xuống 15. Đó. Tiếp theo điểm bên này cũng lấy xuống 15. Cũng lấy xuống điểm này 15. Thế là giờ không còn hai điểm bên trên này nữa. Tẩy nó đi. Okay. Giờ mình có 1, 2, 3 điểm. 1, 2, 3 điểm này đây. Mình sẽ vẽ cho nó. Đây dao của 30 và 35. Nó sẽ phải tiếp xúc đường sinh của 30. Thì đặt elip phi 30 vào đây. Đấy, lấy điểm đường sinh này. Các bạn đặt trùng trục của nó. Đây tâm nó đây. Đây trục nó trục y. Các bạn có thể đặt bất cứ chỗ nào. Đây, miễn là trùng trục y của nó. Trục y nó đây. Trục y ban đầu đây. Các bạn đặt phi 30 trùng trục y vào để lấy đường sinh. Lấy điểm này. Điểm này luôn là điểm đường sinh này. Rồi. Sau đó là mình sẽ vẽ cái đường sinh nó ra. Như thế này. Thì giờ 3 điểm sau nối nhau. Điểm này lấy xuống đây rồi. Nối vào điểm 1, 2, 3. Tiếp xúc đường sinh 30 này. Các bạn hình dung tiếp xúc đường sinh 30 nhưng nó cũng không đi quá đường sinh 35. Đây 35 đây. Nó sẽ từ đây tiếp xúc đường sinh 30 này. Đấy, chạm xuống đường sinh 30. Sau đó vòng lên đến cái điểm này. Đấy, vòng lên điểm này. Một đường cong gần đến điểm này. Đấy, thì mình sẽ được một đường cong như này. Ở phần nhìn thấy. Rồi. Tiếp theo bên này. Điểm này lấy xuống thì cái phần tiếp xúc nó là phần giữa hai điểm này nó khuất rồi. Phần tiếp xúc nó khuất giữa hai điểm rồi. Tiếp xúc đường sinh 30 đây. Còn phần thấy cũng không cong quá cái đường sinh 35 này. Thì các bạn nối một đường cong từ điểm này đến điểm này. Đường cong gành. Đây, các bạn hình dung phần khuất như này thì phần thấy từ đây ra. Đấy, định hướng một đường cong như thế. Rồi. Đây là xong cái dao này. Giờ mình sẽ tô lại cái nét 30 nó còn cái đoạn này đây.
Còn 35 thì nó đã tạo thành một phần, nó tạo thành đường cong dưới rãnh, còn một phần nó cắt trên mặt thì vẫn là đường tròn, vẫn là elip ở đấy. Rồi tiếp theo, cái trụ 35 này nó chỉ xuống có 20 thôi, nên là chắc chắn nó sẽ nhìn thấy cái đáy phi 35. Thì các bạn từ cái tâm này các bạn đo xuống 20. 20, đấy, lấy cái tâm này. Các bạn vẽ cái đáy phi 35, đáy là đường tròn. Thì đặt elip phi 35 vào cái tâm bên dưới đấy. Đặt elip phi 35 vào đây. Đó, nó thấy cái đáy này. Rồi, đây đây chính là mặt cong của 35 đi xuống này, còn đây là mặt cong của trụ ngang 30 này. Tạo thành cái góc dao này đây. Rồi, mình sẽ vẽ cái ở đây có một cái lỗ 20 đi xuống này, các bạn nhìn đường tròn này. Các bạn không vẽ bên trên bởi vì nó nằm bên dưới này cơ. Đi từ cái đáy 35 xuống, tức là vẫn ở cái tâm đáy này, các bạn vẽ một lỗ 20. 20. Rồi, như thế này. Đấy là xử lý xong cái phần giữa này. Rồi, cái phần đầu này, giờ có một cái trụ rỗng hạ R10 này. 20 cắt từ trên xuống dưới và nó tạo thành cái đường thẳng ở mặt trước đây. Nó cắt dọc mặt phẳng này, nó sẽ tạo thành đường thẳng xuống. Và vẽ đường thẳng nó xuống này. Thẳng xuống. Nhưng mà ban đầu mình đã có một cái trụ rỗng ngang đi vào rồi. Giờ có một cái rỗng 20 nó cũng cắt xuống mặt cong của cái này trước này và tạo thành cái lỗ trên này. Nó là hai trụ bằng nhau. Thế thì các bạn phải lấy điểm là 1 2 3 trụ ngang 20 cho rơi trên trụ đứng 20. Bước 2 là gắn lên trụ đo, các bạn gắn ba điểm này lên. 1 này. Thẳng điểm này xuống nữa này, chính giữa này. 2 này, 3 này. Đấy. Thế thì hai cái điểm này nó sẽ giữ nguyên ngoài đầu trụ ngang. Đấy, điểm này các bạn phải lấy vào 10 theo phương y. Điểm này lấy vào 10 theo phương y nó sẽ trùng với điểm này. Đấy nên là nó chỉ còn hai điểm này thôi, hai trụ bằng nhau các bạn sẽ nối thẳng ở đây. Đấy, giao tuyến nối thẳng. Sau đó tẩy cái elip này đi, dùng xong rồi tẩy nó đi. Và thực chất cái đoạn thẳng này nó là một đường cong suy biến thành, chứ không phải là đoạn thẳng treo lơ lửng giữa hai điểm này, mà nó là đường cong xuống, cong xuống. Tiếp đằng sau này các bạn tương tự, các bạn cũng gắn ba điểm này. Một này, điểm này dòng xuống đây. Hai này, ba này. Của cái elip vì 20 trụ ngang ban đầu đây, elip 20 đây. Đấy, 3 điểm đây. 1, 2, 3. Thế thì hai cái điểm này giữ nguyên giống như điểm này. Điểm giữa lấy vào theo phương y 10. Đây, điểm giữa đây, lấy vào theo phương y 10. Lấy vào 10. Đằng trước nó lấy vào thì nó trùng, nhưng đằng sau thì không trùng. Lấy vào, không trùng. Thì các bạn phải vẽ thành giao giữa hai trụ bằng nhau là một elip tiếp xúc đường sinh cả hai trụ. Đây là trụ ngang này. Đường sinh trụ ngang 20 để elip 20 trụ ngang này. Và các bạn phải lấy thêm đường sinh trụ đứng nữa. Tức là 20 cái này. Đây các bạn đặt vào cái tâm này. Hai trụ đứng đây. Các bạn lấy cái điểm đường sinh này. Đấy, cái điểm này. Rồi, sau đó ta vẽ đường sinh xuống này. Và nối thành một đường cong, phần khuất thì nó cong từ điểm này đến điểm này, tiếp xúc đường sinh này. 20 này. Còn phần thấy là từ đây hắt ra tiếp xúc đường sinh trụ 20 đứng này. Đấy. Thì sau khi dùng xong rồi, các bạn vẽ xong đường cong, các bạn tẩy cái elip này đi. Và như mình nói rồi, cái trường hợp hai trụ bằng nhau này các bạn có thể dùng thước, các bạn đặt thước theo phương x.